ví dụ. Nhưng mà sợ là sẽ rớt mạng á, tại đây xa cái wifi lắm, có gì còn quay luôn. Về cái phần môn là hôm nay thì mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ là mình sẽ giới thiệu trên và mình sẽ trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến việc học cái này thì học làm sao, nó có cái giá trị gì, cái cách thức nào để mình đi học nó cho nó dễ dàng vân vân. Đó thì mình sẽ bảo vụ mấy điều đó. Có thể là mình sẽ chưa vô nội dung chính, bữa nay mình cái phần lời giới thiệu. Hiện tại thì cái quyển này là đang được học ở đây vào buổi tối 21 giờ thứ tư. Thì học đâu được một tháng mấy hả? Phải không? Tháng mấy hả? Chắc tầm đó. Mới học được 22 trang thôi. Tức là nó rất là ít, là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà mình học một cái vấn đề đó là liên hệ thực tế. Cái mà giá trị của cái môn này nó được là chỗ đó. Tức là bởi vì liên hệ thực tế được thì mình mới hiểu được cái thứ đó nó xài như thế nào, nó sử dụng như thế nào. Và nếu như mà hồi trước đây á, khi mà dạy môn bổ trợ về tâm lý á, thì hầu như các bạn ngồi học chỉ là lý thuyết thôi, các bạn không có thực tập, không có làm thì cho nên là mình không có hiểu được. Mà thấy mình đụng thuật ngữ là mình dậu lên, đụng thuật ngữ là mình dậu lên. Nhưng mà bây giờ dễ là bởi vì các bạn á đều có các cái nhóm đồng hành, mà trong nhóm đồng hành thì phải sử dụng tâm lý là một cách nào khác hết. Lúc này mình vừa học cái mình vừa sử dụng cái mình thấy được này, cái này xài như vậy, xong rồi cái các bạn sẽ cho phản hồi là tôi cũng xài như vậy đó mà sao không xài được. Vậy thì ngồi phân tích cho nên tại sao xài không được, bị nó bị vướng cái chỗ nào. Cái này nó vừa có lý thuyết, nó vừa có thực hành luôn. Vậy thì về cái bản chất cái môn tâm lý trị liệu này hiện tại mình học ở đây nó không phải chỉ có tâm lý trị liệu mà nó gồm của rất là nhiều môn. Cái thứ nhất là nó sẽ liên quan đến tâm lý giáo dục, tại vì trực tiếp mình làm cái nhiệm vụ trị liệu, nhiệm vụ giáo dục, tức là mình điều chỉnh từ cái việc nhỏ nhất của đứa trẻ cho đến cái việc lớn nhất, thì tất cả những cái đó nó thuộc phạm trù giáo dục, chứ không phải chỉ dừng lại của trị liệu không. Của trị liệu bên các cái nhà tâm lý và trị liệu thì nó sẽ khác mình, nó không phải liên quan tới cái việc mình muốn sửa một cái tính cách. Ví dụ như một cái người người ta có cái khái niệm gọi là thân chủ. Trong tâm lý học thì nó gọi là thân chủ, tức là cái người mà mình phụ trách chính. Ví dụ như mình có một cái học sinh, mình muốn dạy cho cái học sinh đó, thì cái học sinh đó dưới góc nhìn của tâm lý trị liệu thì nó là thân chủ. Và mình phải điều chỉnh như thế nào từ cái việc hành vi cho tới cái ngôn ngữ, tới cái ý nghĩ, thì mình sẽ gọi cái đó là cái thân chủ của mình. Thì khi mà mình có cái thân chủ mà trong ở cái vai trò lớp học thì nó vừa kết hợp với trị liệu và tâm lý, vừa kết hợp với giáo dục, cho nên nó sẽ có thêm một cái liên quan tới tâm lý trị liệu và tâm lý học giáo dục, nó sẽ dính vào trong đây luôn. Cái thứ kế tiếp nữa đó, nó liên quan trực tiếp tới tâm lý trị liệu nữa, đó là tâm lý học lứa tuổi. Thì mình cũng sẽ dính dáng tới cái phân bậc lứa tuổi, phân lớp lứa tuổi, tức là mình sẽ hiểu được là ví dụ như cái tuổi trước đi học thì nó khác gì với lứa tuổi tiểu học. Cái tuổi tiểu học thì nó khác về lứa tuổi trung cơ sở. Trung cơ sở nó khác gì với phổ thông. Phổ thông nó khác gì với sinh viên. Sinh viên khác gì với người đi làm. Người đi làm khác gì với những người cao niên. Thì mình sẽ phân ra theo lứa tuổi, bởi vì mỗi một cái lứa tuổi thì nó sẽ có cái đặc trưng tâm lý nó khác. Thì chính vì cái chuyện mà tâm lý học lứa tuổi này, cho nên hồi nãy trả lời cái câu hỏi của chị là mình học cái này thì nó có cái tác dụng gì, thì nó là hiểu mình. Trước tiên cái vai trò của tâm lý khi mình học là mình hiểu mình trước. Khi mình hiểu mình thì mình mới hiểu người được. Nếu mình không hiểu được mình thì mình không thể hiểu người ta được. Cho nên là vì tâm lý học đứa tuổi nó có trong đây cho nên mình hiểu mình. Vì cái tâm lý giáo dục cho nên mình hiểu được đứa trẻ. Mình hiểu được cái đối tượng mà mình sẽ đi trị liệu, đối tượng mình đi giáo dục. Cái thứ kế tiếp của tâm lý trị liệu nữa nó liên quan trực tiếp nữa đó. Tâm lý học thực nghiệm.
dụ nãy nói là hồi trước rồi giáo viên cũng được học về cái này và học lý thuyết rồi, không mà hiểu nó là gì hết, tại không có làm thiệt, không có thực sự là đụng chạm với cái tình huống thực tế, thì như vậy nó không có thực nghiệm. Còn ví dụ như như các chị rất là dễ luôn, bởi vì có con sẵn là chắc chắn phải thực nghiệm, là không thể nào không thực nghiệm được. Nên cái việc mà mình thực nghiệm thì nó sẽ cho mình được cái giá trị nhiều hơn, nâng cao cái này lên, nghĩ nó cũng cái kia, sợ tư duy chút đi. Thì sợ mấy bạn không nghe thấy. Thì cái thực nghiệm này nó rất là khó. Nếu như mà mình không có cái đối tượng thực nghiệm thì mình học lý thuyết không mình chán dữ lắm. Là hồi trước là học 3-4 khóa mà hè trước là toàn là về lý thuyết thôi, tại các bạn không có làm thực tế, không có nhóm đồng hành, nên các bạn sẽ không thấy nào tương tác trực tiếp với học sinh, là điều chỉnh học sinh và lặp lại. Thì bây giờ khi mà các bạn có thực nghiệm rồi nó dễ. Ví dụ khi mình học cái môn này một cái ngày đẹp trời đó, mình có thể có những cái tiết mình dự giờ lớp phụ huynh mình, hoặc là bất kỳ các bạn là học cái tiết này, các bạn sẽ dự giờ lớp, các bạn sẽ ghi. Khi mà mình ghi chú là trong cái buổi này như vậy, giáo viên làm như vậy, học sinh nó làm như vậy, cái cách phản ứng đó nó cho biết cái điều gì của học sinh, nó phản ánh lên những cái thứ gì đã được đưa vào trong đầu của đứa trẻ trước đó, ngay trong khi đó và sau đó, thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào của trẻ. Thì mình sẽ thấy được nguyên một cái tiến trình từ quá khứ tới hiện tại tới tương lai của nó hết. Cho nên khi mà mình học cái này thì mình có cái khả năng dự đoán, tức là cũng giống như bác sĩ người ta trị liệu được, thì mình sẽ dự đoán được nếu như cho uống cái thuốc này thì nó sẽ đi về đâu, chỗ uống cái thuốc này nó đi về đâu, chỗ uống thuốc này nó đi về đâu. Khi mà mình biết được cái đó rồi thì rất là dễ, tức là khi mà mình gặp một cái vấn đề thực tế, ví dụ như đứa bé thì nó có cái hành vi như vậy thì mình can thiệp sao, mình có nguyên một cái series cái cách để can thiệp. Là bây giờ mình can thiệp kiểu này thì nó đi về đây, can thiệp kiểu này nó đi về đây, can thiệp kiểu này nó đi về đây, mình bỏ dùng có rất nhiều cách, cho nên mình lựa cách tối ưu nhất. Còn thường thường khi mà mình không có cái công cụ này thì mình chỉ có mỗi một cách thôi, đó là mình phản ứng lại theo thói quen của mình. Khi mình phản ứng lại theo thói quen của mình thì nó đi về đâu mình cũng biết đi về đâu luôn. Chứ là bởi vì mình không có cái công cụ này để mình ra được là mỗi một cái cách mình phản ứng với một cái đứa trẻ thì nó dẫn đến cái kết quả gì. Do đó mà đó là cái lý do mà đối với một các cái nước phát triển một chút thì người ta đặt rất là nặng cái vai trò của cái cấp tiểu học. Tiểu học của họ yêu cầu rất cao về tiểu học, phải am tường hết cái đó này. Một đứa trẻ khi mà đi học tiểu học là cực kỳ nguy hiểm luôn, từ cái hành vi nhỏ nhất của nó, từ việc mà ví dụ một cái đứa trẻ mà nó có cái biểu hiện là hướng nội ngay cái từ lúc tiểu học, thì cái việc cái đứa trẻ đó làm sai, giáo viên phải la hét với một đứa trẻ mà nó hướng ngoại cũng làm sai thành như vậy. Nếu như giáo viên không hiểu điều đó và can thiệp y hệt như vậy với một đứa hướng ngoại và một đứa hướng nội, thì nếu như giáo viên la chẳng hạn bằng cái la rầy học sinh, thì cái đứa hướng ngoại nó sẽ không sao hết, sau cái lần đó thì nó quên hết những chuyện đó, là nó tiếp tục nó lại vui chơi. Nhưng đứa hướng nội thì nó có hướng nội, bắt đầu nó sẽ ghi cái dấu ấn đó ở trong cái suy nghĩ, cái ý thức của nó, thì lúc này nó sẽ rớt vào trong một cái mà mình phân tập học được gọi là mặc cảm. Thì nếu như cái người giáo viên mà không có biết được cái điều đó, mà không xét đoán được là cái học sinh hoặc cái đối tượng mình trị liệu, cái thân chủ họ đang bị cái gì, họ đang rơi vào trong cái nhóm đối tượng nào của lứa tuổi, thì khi mà họ ra thực nghiệm là nát luôn, rất khó. Cho nên là người ta yêu cầu đối với cái lứa tuổi tiểu học có cái người giảng dạy giáo viên trình độ rất là cao, cao hơn mức chuyên môn cơ sở của phổ thông đại học. Tức là họ phải am tường về trị liệu, họ phải được đào tạo về cái này rất là sâu, do Việt Nam mình chỉ không có. Và cái những người mà làm cái công tác giáo dục ở tiểu học hay là mầm non thì là trình độ rất thấp. Mà khi mà trình độ thấp thì họ không có cơ hội, họ biết là trên đời này có cái môn gọi là tâm lý trị liệu, hoặc là họ không hề biết là nó có cái môn gọi là phân tâm học. Mà khi mà họ không có cái đó thì họ không có biết cái cách nào để can thiệp vào trong hành vi hay cái lời nói của đứa trẻ, mà không làm cho nó tổn thương. Và mức độ tổn thương của mỗi một cái đứa trẻ nó sẽ khác nhau nữa, chứ nó không có giống nhau. Tức là nếu như một cái đứa trẻ mà hướng nội thì nó sẽ khác với đứa trẻ hướng ngoài, còn hướng nội kiểu này thì nó khác hướng nội kiểu kia. Thì nếu mà mình không có cái công cụ đó thì mình rất là nguy hiểm, mình làm cho đứa nhỏ nó mặc cảm, mà khi mà nó mặc cảm nó lớn lên á, nó khó sửa vô cùng. Và đó là lý do sao mà 100 đứa trẻ mà khi mà đi học rồi tới lên trung học phổ thông hoặc là lên cao hơn á, nó phát triển được thì còn có đứa mình còn như nó thua chọc trời. Tại vì từ nhỏ mình đi cho nó toàn bón thuốc độc, cho những đứa nào mà sức đề kháng rất là mạnh á, thì sao
sau này nó mới có thể vươn lên được, còn không thôi là nó thu chọc. Thì đó là cái điểm rất là tiếc. Ví dụ như về cái này, khi mà nói về đào tạo ở bậc đại học, ví dụ như em học sư phạm đúng không, sư phạm lý, thì nó sẽ khác với vật lý ở chỗ là em sẽ có thêm cái học phần về sư phạm. Nhưng mà học phần về sư phạm ở trường đại học chỉ dạy tâm lý học đại cương, qua chút xíu nữa là tâm lý học lớp tuổi, không hề có tâm lý học ví dụ, không hề có tâm lý học thực nghiệm, không hề có tâm lý học trị liệu, không có cái này sẽ xài được. Cho nên em được học về tâm lý nhưng cuối cùng em không biết tâm lý là gì, cũng biết là nó sẽ có tác dụng gì trong cái việc em đi ra giảng dạy trực tiếp cho học sinh hết, thì nó rất là khó luôn, giống như là đi máy bay xin hoa không làm được cái tích sự nữa. Thì tất cả những cái đó phải tự bản thân mình bổ trợ thêm, tự mình phải tìm tòi thêm. Nếu mình không tìm tòi thì mình không thể nào mình đứng cái lớp để mình trị liệu học sinh được hết, nó khó đó. Thì cái này là trong cái tâm lý trị liệu thì nó sẽ có ba cái này. Thì trong cái tâm lý thực nghiệm này nó sẽ liên quan đến một cái phân ngành đó. Mình sẽ được tìm thấy ở trong cái thuật ngữ khoa học nó gọi là tâm lý học lâm sàng. Tâm lý học lâm sàng trước cũng có đây cái học phần rồi, thì bây giờ cũng sẽ liên kết là, tức là trong cái trường hợp thực tế mình gặp thực tế gọi là lâm sàng. Ví dụ như cô tiền có cái nhóm đồng hành, trong nhóm đồng hành nó có những cái trường hợp thân chủ phải trị liệu, thì đó tất cả những cái đó là các thực tế hết. Sẽ có những cái hồ sơ được lưu đối với những cái lâm sàng này, sẽ có hồ sơ lưu gọi là hồ sơ thân chủ. Ví dụ như nếu như mình ví dụ như các chị có các cái bé vậy thì có bao giờ mình so sánh được là cái lứa tuổi hiện tại ví dụ như là 12 tuổi, lứa tuổi hiện tại 12 tuổi thì nó khác với lứa tuổi hồi lúc đó nó 6 tuổi rồi. Ngoài cái chuyện mình thấy nó lớn hơn về cái mặt cơ thể, thì cái phản ứng của nó trước một cái kích thích từ bên ngoài nó phản ứng kiểu này, nó khác gì so với hồi trước. Nếu như mà không có cái hồ sơ luôn này em thì thấy được gì lắm, bởi vì mình bị quên quá nhiều thứ. Nhất là ví dụ như các cái nhóm đồng hành thì đâu phải chỉ có một em đâu, rất là nhiều em, rồi nó trải qua 5 tháng rất là nhiều nữa, rồi bao nhiêu những hoạt động giảng dạy khác nữa mình sẽ quên, như thế nào mình nhớ được. Thì mình mới hồ sơ lưu ra cái này mình thấy nè, hồi trước một cái kích thích thì nó phản ứng kiểu này, bây giờ chứ cũng cái kích thích kiểu như vậy nó phản ứng kiểu khác, vậy là tâm lý nó đang lệch theo hướng nào, lệch cái hướng đó thì nó đi tới đâu, thì mình dự đoán được cả nguyên một cái quá trình biểu hiện đó. Tức là với cái xu hướng biểu hiện kiểu như vậy thì nếu duy trì cái trạng thái này tới năm 17 tuổi hoặc năm 18 tuổi thì nó sẽ phản ứng cái tích đức kiểu nào, nó sẽ có nguyên một cái lộ trình như vậy, thì mình dự đoán được mình không có bị bất ngờ là vì sao sau này đứa trẻ nó đi theo một cái đường kiểu như vậy. Nên mình biết trước, tức là bây giờ bằng cái công cụ trị liệu thì mình biết trước luôn là đứa trẻ nó sẽ đi qua những cái giai đoạn này. Thì vì mình biết được như vậy, chỉ cần mình kê cái bánh xe cho nó lăn trịch chút xíu là nó khác đi, nó rất là dễ, nó không khó. Nhưng mà cái khó là cái ban đầu nền tảng để mà đi vào nó, mình tìm cận nó. Thì khi mà mình có cái này á, thì khi mà các cái nhóm đồng hành hiểu rất rõ từ cái việc là mình cho nó đọc cuốn sách gì, cuốn sách đó nó tác động thế nào đối với trẻ, nó chơi một cái gì đó, mình la kiểu nào thì nó dẫn đến kiểu nào, mình la kiểu nào thì nó dẫn đến kiểu nào. Rồi nó có rất nhiều công cụ, ví dụ như hơn có một cái công cụ gọi là kịch nghệ, có khi đó là mình cái chuyện nó có chuyện gì chứ mình cũng chả thấy là xứng đáng để mà phải có thể la với trẻ, nhưng mà với nhu cầu kịch nghệ để điều chỉnh về tâm lý phải la. Chị la đó là la bằng kịch nghệ, nó khác với cái la mà mình giận quá, mình quát, mình chửi đó. Nó khác hoàn toàn. Khi mà mình la nó vì có cái chủ đích mình la nó để làm cái gì, thì lúc này nó nhìn nó muốn giận mà mình phải la. Nó như thế, thì nó nhiều lắm, nó đủ hết tất cả các công cụ. Thì mình sẽ rất là linh hoạt là trong cái tình huống này phải sử dụng công cụ gì. Có khi á, thì mình lại sử dụng cái công cụ là thuyết giảng, ngồi đó đi nghe nó, tức là mình giảng cho nó nghe. Có khi mình sử dụng cái công cụ là cái công cụ lắng nghe, cái là bây giờ nói thì nói gì đó, bây giờ nguyên cái buổi ngày hôm nay thầy chỉ cho con nói thì nghe nói vậy. Nó nhiều công cụ cực kỳ luôn, thì khi mà mình có nhiều công cụ như vậy đó, kiểu nào
bác sĩ được đấy. Nó dễ cho mình trong quá trình mà mình tương tác với đứa trẻ, mình điều chỉnh đứa trẻ, nó không có bị chán. Đó là lý do mà sao mà nó gặp mình hoài hàng ngày mà nó không thấy chán. Còn nếu không là nó sẽ chán chứ. Mình cũng vậy. Thế là nếu như mà mình ví dụ mình mở một phim mình xem đi xem lại có tập xem hoài thì tới lúc đó mình chán. Thì vì mình xem biết trước nó sẽ xảy ra làm sao. Cũng thế, ví dụ một đứa trẻ nó xài cái nó đến nó nói với mình là nó biết chắc rồi rồi đó, nó nói đó ra mình sẽ chửi vô mặt nó, nó cầm chắc cái điều đó luôn, nó làm thử 10 lần y như vậy, nó chán lắm. Thì khi là thứ 11 không dễ nó nữa, nó có cái xu hướng là tìm kiếm cái gì đó mới làm, và cái đó là cái đặc trưng tâm lý. Thì khi mình biết cái điều đó thì mình có rất nhiều công cụ, đó là công cụ kịch nghệ thì biểu hiện khác. À, lần này nó làm như vậy thì mình biểu hiện khác, lần sau làm như vậy làm biểu hiện khác. Nó không đoán được, lúc này nó sẽ cảm thấy là cái người này có cái gì đó để mình có thể mình chia sẻ. Tại vì mình thấy mỗi một cái lần đó, thì người ta sẽ phản ứng khác nhau, và mình không biết cái lần này của mình đó là sai hay là như thế này thế nào, thì nó cứ như mình chia sẻ được. Thì đó là cái công cụ để mà làm được. Thì nó phải liên quan tới lâm sàng những cái trường hợp cụ thể. Với những trường hợp cụ thể đó thì mình sẽ thấy mình học được ngay chính thực tế của cái ca đó. Đó là liên quan tới tâm lý trị liệu. Em có dạng mấy đứa mà nó hơi bị tự kỷ chứ. Đây thì dạng quá là nhiều lắm chị. Dạng nào cũng có hả? Dạng nào cũng có. Dạng nào cũng có. Thì chị thấy đấy là những cái dạng mà rồi sau này khi mới lên tới đại học đi tự tử là chị biết người phổ thông làm sao. Dường như ở trung tâm nổi tiếng phải vì dạng giải, bởi vì cái chỗ là chữa mấy bệnh quái quái như vậy. Thì nhờ những nhiều ca mà nó đủ các cái kiểu hết thì mình mới có cái kinh nghiệm trị liệu. Cái gì cái dạng nào mình cũng gặp hết rồi, nên nó vô cái là mình biết mùi nó thì dạng nào. Thì cái dạng mỗi một cái dạng này là sẽ có cái bộ công cụ khác nhau để mình xử lý. Không thể nào mình xài có một chiêu một mà cho tất cả đối thủ được, không thể. Rồi mỗi một cái dạng này phải có cái cách khác nhau. Nhưng mà khi mà mình có nhiều như vậy rồi mình mới đặt lại một câu hỏi đó là mình có làm hay không. Tức là khi mà nói về tâm lý trị liệu á thì mình được gọi là cái nhà trị liệu. Bạn được. Tức là bây giờ một bài ví dụ trung tâm thì cái trăm đứa thì đứa nào, cái nào mình có thấy là mình trước tiên đối với cái nhà trị liệu, mà nhất là nhà trị liệu liên quan tới giáo dục nó khó. Đó là lý do sao mà cái nước phát triển một cái lớp người ta không quá 25 học sinh. Nếu như một cái lớp 50 học sinh thì tỷ lệ là nó giảm xuống phân nửa cái khả năng để người ta trị liệu. Một lớp 50 học sinh thì cái việc để mà cái người giáo viên có thể trị liệu được cho học sinh đó, nó tỷ lệ nó rất thấp. Thì động quá ta động nổi. Nhưng với một cái lớp 25 học sinh thì khả năng trị liệu nó rất là cao. Ví dụ như ở trung tâm nếu như để gần cả trăm đứa thì không thể nào trị liệu nổi hết. Lúc này mình sẽ quay qua mình chọn đứa này đứa nào mà mình cảm thấy là nó phù hợp với mình chọn. Bởi vì mình được chọn trong một số rất đông, vì cái cơ hội được mình chọn nó nhiều hơn cho mình, vì cái cơ hội lựa chọn nhiều hơn cho mình, cho nên đồng nghĩa với cái những trường hợp không được trị liệu nó cũng nhiều hơn. Tức là ai không có mình không chọn thì mình không có trị liệu. Thì khi mà bắt đầu nó xé nhỏ ra, lúc này cái khả năng trị liệu nó sẽ cao lên. Tức là đó là lý do sao mà lớp ở Tây Phương thì một lớp là không có 25 đứa này để giáo viên người ta trị liệu được. Dù đâu có còn cơ hội lựa chọn có 25 đứa thôi, không chọn đứa này không chọn đứa kia. Ở cấp độ quản lý giáo dục người ta biết được điều đó là học như thế này, cho nên người ta bố trí từ lớp học cho đến số lượng học sinh nó bị đi được nó hết. Thì bởi vì khi mà nói về trị liệu thì nó sẽ thấy cái chuyện là nếu như làm cái công tác trị liệu bình thường của một cái nhà tâm lý thì mình được quyền lựa chọn thoải mái, nhưng mà ví dụ như các chị là có được quyền lựa chọn thì con mình bắt buộc mình phải làm, chứ mình không có quyền được quyền lựa chọn. Còn giống như tụi em dễ, ví dụ như một cái đứa học sinh mới vô thì bắt đầu chắc nhóm đồng hành nghĩa là đứa này phù hợp với mình rồi. Bởi vì mỗi một cái người trị liệu họ sẽ am tường về một cái mảng khác nhau và họ có cái tính khí khác nhau. Vì cái tính khác nhau họ phải quan sát là cái đứa trẻ này nó có phù hợp với cái nhóm mình không. Cho nên là ở trung tâm này là có 4 nhóm đồng hành chính, nhưng mà thực ra nó có 5 nhóm.
một cái nhóm mà không ai chọn chứ tức là một cái đứa rồi đi vô trung tâm mà thấy không có nhóm nào mà nghĩ mà nó phù hợp được nhóm nào hết, không ai chọn hết, thì rớt vào trong cái nhóm, rồi cái nhóm chăm sóc hệ thống, thì cái nhóm đó sẽ tạm thời là cái nơi để dung chứa học sinh đến trước, để chuyển hóa được một phần rồi bắt được cái nhóm khác nghĩ nghĩa rồi thấy à có thể phù hợp với nhóm mình rồi, nhóm cũng bất hòa, thì nó sẽ có một cái phần riêng là cái nhóm để xử lý những cái tình trạng mà nó cù là nó thừa là cái nhóm phải chọn. À, thì đó là cái cách mà bên cái nhà trị liệu người ta liên quan tới giáo dục. Còn ở gia đình thì bắt buộc mình phải xử thôi, không có cách nào để mình lựa chọn hết. Có chăng như ví dụ như là bố và mẹ, bố một tính khí khác nhau, mẹ một tính khí khác, thì bây giờ đứa nhỏ ra giờ ra là thảo luận, thì đứa nhỏ hợp với ông hơn hay hợp với bà hơn, nếu đứa nhỏ hợp với ông hơn thì thôi bây giờ tôi trị, rồi hợp bà hơn thì bà trị, chứ là mỗi người sẽ chia ra, tức là mình có cơ hội là 50% thôi. Nhưng mà nếu như mà ở gia đình mà chỉ có mẹ là công tác giáo dục thôi, bố là đi kiếm tiền, thì chậm được, không còn cơ hội để mình có thể san sẻ được cái công việc mà giáo dục hết. Bởi cái công việc giáo dục cho cái công việc đi kiếm tiền, còn giáo dục nó cực hơn nhiều lắm. Vậy thì ý thì chúng tiếp tục cái nãy là cái hồ sơ tự chủ đó, nếu như mình không ghi hồ sơ giấy thì mình phải nhớ cho nó cực kỳ mệt. Một đứa thì nó còn dễ, mà có động hai đứa là cái là lộn, này qua cái kia, cái kia qua cái này, khỏi loạn xà quần hết trơn. Đó là giới thiệu vô về cái trung tâm biết trị liệu thôi, là chưa có vô cái phần lời giới thiệu là tại sao mình lựa cái quyển này mà không phải là một cái quyển khác. Cái quyển này trước tiên là quý vị không có cần phải đi mua cái quyển này chi tốn tiền, cũng chưa cần thiết, bởi vì mỗi một cái ngày mình học thì nó rất là ít. Chủ yếu của mình là mình sẽ phân tích cái ca lâm sàng này chứ, tức là những cái trường hợp phân tích cụ thể từ các nhóm hình thành là họ nêu lên hai trường hợp của học sinh đó như bị như vậy, thì nó là biểu hiện gì, cần cái can thiệp gì, và mỗi một cái hướng can thiệp thì nó sẽ ra sao như thế nào để phân tích cụ thể trên trường hợp. Cho nên là mỗi một cái ngày mình học có cái bài nó đi rất là ít, có khi nó chỉ là một câu, có khi nó chỉ là một chữ thôi, nhưng mà học cái chữ nào thì mình chắc cái chữ đó là mình sử dụng được luôn, chứ không phải là mình học mình bỏ đó. Rồi mình phân tích được luôn là cái chữ đó trong tâm lý trị liệu thì nó chỉ xử lý được ở mức nào, nếu mình muốn xử lý hơn thì mình xử lý theo kiểu nào, bằng công cụ nào. Đó là cái mình sử dụng cái quyển này. Cái thứ hai nữa là vừa lựa quyển này chứ không phải quyển khác á, là bởi vì cái quyển này nó có kết hợp với ý thức và thực hành luôn, tức là cái chương sau nó là thực hành trong đầu lý thuyết. Cái thứ ba nữa đó là cái quyển này là cái quyển tài liệu giảng dạy cao học của tâm lý học ở trường đại học Phan Thiết. Bởi vì mình lựa cái tài liệu cao học cho nên tài liệu mà nó càng lên cao nó viết càng dễ hiểu, nó ngộ đời vậy đó. Nếu như á, mà mình nghĩ rằng là nhỏ thì nó phải dễ hiểu hơn, rồi lớn lên nó mới có hiểu dần, nhưng phải các phân môn khoa học nói chung á, mà càng lên cao thì nó càng đi vào trong cái chi tiết, mà nó đi vào chi tiết thì mình dễ hiểu. Khi mà nó giảng bao quát, nó giảng mênh mông đại hải thì đọc vô không hiểu gì hết. Để đi vào lịch sử nhiều, đi vào lịch sử thì nó đòi cái khả năng bao quát vấn đề. Đó là lý do sao mà mình học cái quyển dành cho cao học, chứ không phải cái này là giáo trình cao học, chứ không phải là giáo trình dành cho cử nhân. Nó khác. Vô trong cái phần đầu tiên là mình đi tiếp vào cái lời giới thiệu. Tâm lý trị liệu là một môn học đòi hỏi phải có sự thông hiểu ở cả hai lĩnh vực lý thuyết và thực hành. Đó là mình nói đó. Là phải thông hiểu hết cả hai cái này luôn. Nhà tâm lý không chỉ không thể chỉ nắm phần hệ thống lý thuyết mà còn phải học hỏi thêm các kiến thức và kinh nghiệm khác nhau ngay tại hiện trường công việc. Này thì câu này rất là quan trọng, học hỏi thêm nhiều kiến thức. Cái này là cái clip cho mình
giúp cho mình hiểu hiểu chính mình. Ví dụ mình thấy một đứa trẻ nó nói dối mình, mà mình biết nó nói dối bởi vì cái dối của mấy đứa nhỏ nó rất là vụng về, cho nên mình biết được ngay là nó nói dối. Vô trường hợp đứa trẻ là nó nói dối, khi nó nói dối tại lúc đó, tại thời điểm đó, trong cái bối cảnh đó thì nó tính là hiện trường công việc mình phải xử lý. Tức là nó có đối tượng, nó có hành vi, nó có những biểu hiện lệch chuẩn vật thì mình gọi nó là một hiện trường công việc. Mình xuất hiện ngay tại đó, mình có mặt tại đó là mình phải xử lý vậy. Vậy thì mình xử lý như thế nào đó với trường hợp nói dối đó, mà làm sao để đứa trẻ là nó chấp nhận là nó nói dối, thì cái cách thức nào để mà mình làm cho nó chấp nhận nó nói dối. Khi mà nó chấp nhận nó nói dối nó mới bước thôi. Cái thứ nhất đó là chấp nhận trước này, bắt đầu nó lên bước cao hơn là nó kể cái sự thật, nó nói được sự thật, tức là nó nói ra cái sự thật của mình. Vậy thì làm sao để nói ra sự thật? Tức là nó nói còn nói dối đó nhưng mà chưa chắc nó kể sự thật gì bạn. Sự thật nó vẫn nó ém ra đâu trong đó, hoặc là nó kể một phần sự thật thôi thì nó vẫn là dối. Thì làm sao để nó kể ra sự thật? Mà nó đã kể ra sự thật, nó nói được sự thật, nó lên tới bước thứ ba, làm sao để mà nó sửa cái sai của nó? Cái này mỗi giờ. Vậy thì trong quá trình nó sửa cái sai, làm sao để mà nó thành tựu, tức là thứ tư nên là nó nói, tức là làm sao để kiểm tra lại. Nó là một quá trình đi lại. Thì để làm được bốn bước này thì chị đều không làm được. Tức là tâm lý trị liệu chỉ dừng lại ở cái chỗ là bạn có thể làm cho nó là chấp nhận là nó nói dối hết. Thế là công cụ này nó chỉ làm được nhiêu đó thôi. Mình biết được nó nói dối, mình làm cho nó chấp nhận là con, nó chấp nhận nó nói như vậy là con, cái điều đó con không có nói thiệt, con nói dối thầy, nói dối cô, nói dối bố mẹ, cái điều gì đó là. Nhưng mà để nó nói ra được sự thật trầm trầm và nó các bước như sao thì trị liệu cũng đủ. Vậy thì làm sao để trị liệu có thể làm được cái chuyện đó thì bắt buộc này cái chỗ này là chỗ người ta nói nhiều kiến thức khác ngay tại hiện trường. Vậy thì khi mà một đứa trẻ nó nói dối cái chuyện đó thì mình phải đi sâu hơn, tức là mình hiểu về cái trong tâm lý học nó chia ra ba cái trường phái, ba cái nhóm chính đó. Tâm lý học nó chia cái thứ nhất đó là tâm lý học đại cương thì những vấn đề rất là căn bản. Cái thứ hai đó là tâm lý học chuyên ngành, ví dụ như này là ngành trị liệu, hồi nãy giáo dục là ngành giáo dục đi vào trường chuyên ngành. Cái thứ ba là học thuyết tâm lý học, cái này là cái công cụ quan trọng của tâm lý để mà người ta hiểu được, người ta lý giải được tất cả những vấn đề. Thì trong các học thuyết tâm lý học nó có một cái học thuyết là tâm lý học nhận thức của Piaget đâu đó, Vygotsky, là những cái người đặt nền móng cho tâm lý học nhận thức. Vậy thì mình phải am tường tâm lý học nhận thức này. Thế khi mà một đứa trẻ nó nói dối mà thì rồi sao hiểu được cái quá trình diễn tiến ở trong đầu nó ra sao? Trường hợp đầu tiên là đầu tiên mình gặp nó đứa trẻ nên mình bối rối, mình không biết làm sao hết, có thể bằng trị liệu mình chấp nhận là cho nó nói dối rồi, rồi về mình cứ suy tư rồi còn sao mình sửa cái tánh đó cho nó. Chính cái sự suy tư đó đó nó đòi hỏi mình phải đi tìm cho mình công cụ khác, là mình đi tìm những thứ. Thì chính cái hiện trường công việc đó nó thôi thúc, nó làm động lực cho mình lần sau mình gặp lại cái trường hợp đó mình xử lý nó khác, bởi vì có cái công cụ khác nó đi bổ trợ thêm cho mình. Thì chính cái chuyện đó nó giúp cho mình có thêm những cái kiến thức ngoài cái chuyện là trị liệu tâm lý học. Kiến thức khác nữa nè, ví dụ như mình phải có kiến thức về nhân tướng học. Đến một lúc nào đó mình quen, mình chỉ cần nghĩa qua cái nó, không cần nói cho mình biết nó là nghĩ gì. Trước cái hành vi đó của nó sẽ dẫn đến ý nghĩa đó của nó. Thì làm sao mình biết được là với cái đó nó sẽ nghĩ như vậy? Phải có cái kiến thức này, tức là mình nhìn cái bên ngoài mình hiểu được bên trong. Thì tính vì cái chuyện đó cho nên mình mới làm được cái công tác là mình đi sâu hơn rồi. Mình chuyển hóa đứa trẻ từng bậc, từng bậc, từng bậc, từng bậc lên được. Còn nếu như mình không có kiến thức hỗ trợ đó thì mình sao làm được? Thì từ những trường hợp
thực tế, cái thực tế đó mới làm cho mình học hỏi thêm những cái kiến thức khác. Vậy thì nếu như mình không có đi học trước những cái thứ này thì hỏi mình có không, có kinh nghiệm nó sẽ vậy đó. Nhưng mà dĩ nhiên rồi phải hy sinh, phải hy sinh rất nhiều những cái ca, những cái trường hợp, những cái tình huống để mình có kinh nghiệm. Đó là lý do sao mà sau được một bác sĩ lành nghề một cái nghĩa địa. Vậy thì đối với tâm lý trị liệu cũng như vậy, không như vậy. Vậy thì bây giờ mình đặt ra một cái vấn đề là mình có hy sinh như vậy không, hay là mình đi làm một lần thôi, ít nhất là hy sinh lần đủ rồi, đừng hy sinh thêm nhiều lần nữa. Thì một lần đó xong, sau cái lần đó mình tạm đi tìm, mình đi học cái gốc của nó, mình xử lý được ngay cái lần thứ hai là mình giải quyết được. Chứ không đó lần thứ hai mình cũng không nhận ra, lần thứ ba dẫn đến đứa trẻ đã nói dối mình là qua tới cả ngàn lần mình đã phát hiện là trời, đứa trẻ này nó có cái quen dấu tiêu rồi, nó đã định hình trên não nó một cái đường đi rồi. Và lúc này cái phản ứng đầu tiên của nó trước một vấn đề là nó nói dối. Thì khi mà một cái đứa trẻ hoặc là bất kỳ một ai đó mà có một cái thói quen nó xấu mà mình muốn sửa thói quen nó xấu, thì phải kiểm tra lại cái thời gian huân tập, tức là thời gian thói xấu nó đi vào mình. Ví dụ như mình đã quen nói dối là 2 năm rồi, thì để sửa cái thói quen nói dối này mình cần 4 năm. Lâu lắm, rất là lâu. Ví dụ mình lười, một đứa trẻ nó quen, nó quen cái thói quen là nó lười học rồi. Mà nó lười như vậy là hết nguyên cấp 1 luôn. Để cấp 1 mình không làm gì được chứ, đi học trường sáng chiều. Sáng này đi học chiều nó vô trường nó chơi chơi. Một lớp 4 5 rưỡi đứa vô mà cho tới cái giờ học la 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 thì nó học thôi. Ví dụ như nó chơi nó không thích học. Nó thích đi vòng vòng quậy quẹt rồi. Như vậy 5 năm. Vẫn sửa hết cái thói quen lười biếng của nó mất 10 năm. Cái thời gian nó dài dữ lắm. Do đó mà bây giờ với cái trường hợp kiểu như vậy thì hỏi nếu mình không có can thiệp kịp, mình không có nhận ra kịp thì nó trễ, nó ngày càng nó trễ dần trễ dần, mà càng lớn càng khó sửa, càng lớn càng khó sửa, tại vì nó quen cái đó rồi. Vậy thì cái vấn đề đó là mình phải nhận ra ngay cái lúc mà nó có vấn đề, nhận ra ngay. Mà để nhận ra ngay cái vấn đề của nó thì cần rất nhiều công cụ khác để mà lý ngang cái là mình biết được ngày nó bị gì. Nhưng mà biết được bị cái gì thì mình móc cái bệnh nó ra mình xử lý được. Nó không có phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian quá lâu. Đúng cái lâu mình khó sửa nó xử được. Đó là nhờ vậy mình học hỏi thêm những cái kiến thức khác ngay tại hiện trường của công việc. Đó là một cái hướng. Rồi còn cái hướng khác nữa là nó nhiều vấn đề chỗ này đó. Đó là khi mà mình làm công tác trị liệu thì mình sẽ nhận ra những cái kinh nghiệm đó. Cái tình không có tối ưu của những cái kiến thức phổ thông trong trị liệu. Tối ưu hóa phương án giải quyết. Ví dụ như cũng có cái chuyện đó đó là cái chuyện khác đi. Ví dụ như nó đánh lộn. Đây tại hiện trường của việc này, mình sẽ phải xử lý rồi. Sao xử lý chuyện này? Thì bây giờ nếu mà mình tác động tâm lý nhận thức đó, mình sẽ đi theo cái thói quen, mình sẽ nói với nó là đánh lộn là xấu, bla bla như thế nào, vừa các kiểu. Vì nó sợ cho nên nó nhận. Thật ra trong đầu nó vẫn có một cái ý nghĩa thường hằng là nó muốn mình nó quýnh lại chứ. Nên gọi là cái đó là gọi là cái bản năng sinh tồn. Này mình còn tập học tại nghiên cứu sâu các cái loại bản năng. Mình biết ngay cái điều này, biết cái điều này rồi, mình không thế nào mình tác động tâm lý nhận thức vô não. Cái đứa trẻ nó phản ứng lại theo cái tự vệ và nó nghĩ trong đầu đó rằng cái tôi làm là đúng. Như vậy thì mình không thể nào phân tích nó, chỉ có đủ nhận thức để bắt nó là nó ép nó phải chấp nhận cái điều mình nói là nó đứa trẻ con làm gì là sai, không thể nào mà chấp nhận được hết. Vậy thì mình phải đi một cái đường vòng, mình lựa cái tối ưu là mình chỉ ra được ở mức độ siêu lý là chân lý cao, siêu là cái sự tối hậu.
mình phải chỉ ra được cho đứa nhỏ là nó chấp nhận, nó phải chấp nhận là nó sai chứ, thì nó mới có thể nó đi nó sửa. Nếu không chấp nhận rồi là các cái bước sau của mình là giống như xây nhà trên cát vậy, cái gặp nó tiếp tục phản ứng nghiệp, ít nhất là nó phản ứng theo kiểu đó mà nó không thấy nó có lỗi. Khi mà nó không thấy nó có lỗi, nó không có mong muốn sửa, nó phải thấy nó có lỗi trước rồi bắt đầu từ từ nó mới sửa, bởi vì thói quen cho nó sẽ phản ứng kiểu như vậy nữa. Nhưng mà khi mà nó phản ứng kiểu đó rồi, nó sau đó nhìn nó thấy nó có lỗi, thì lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư nó sửa được, lần thứ năm nó sửa được, chúng sửa. Lúc này nó mới sửa được cái tính đó của nó. Và ông hồi là rất khó để mà nó bỏ được cái tính đó. Vậy thì ngay cái tình huống thực tế này, ngay cái hiện trường công việc này, thì mình phân tích phương án tối ưu xử lý. Vậy thì ngay cả phương án xử lý này, mình cũng phải có cái kiến thức về xử lý, tức là có cái góc nhìn mà nó rõ ràng vào vấn đề đó. Mình chỉ ra cho nó cái phương án tối ưu hơn cái phương án mà nó giải quyết, nó mới chịu. Ví dụ như một đứa trẻ mà nó quen đánh lộn với bạn, thì bây giờ hỏi là nó còn muốn gì nữa không? Thì nó không biết nào muốn hết. Đó là cái công cụ đầu tiên của tâm lý, là mình sẽ ngồi mình trò chuyện. Thì cái phương pháp dùng đó là phương pháp trò chuyện. Trò chuyện với đứa trẻ, mình hỏi khi nó mô tả hết là gì cái quá trình của nó. Khi nó mô tả hết thì quá trình của nó, mình mới hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Vấn đề không phải chỉ dừng ở chỗ làm mà đánh lộn, mà nó đã là một nùi vấn đề liên quan đến cái chuyện đánh lộn này nè. Mình mong muốn giải quyết cái thằng đánh lộn không, đừng có mơ. Mình phải hiểu luôn cả cái chuyện để mà dẫn đến cái tình trạng. Khi mà mình hiểu hết tất cả cái này rồi, mình mới đi xử lý này, 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 xử lý nó buồn. Thì mình đang làm những cái xử lý cái này á. Mình xử lý học nó gọi là liên hệ. Mình học một cái mối quan hệ chằng chịt ở trong đó, mình nắm được cái mối quan hệ chằng chịt ở trong đó rồi, mình cắt từ cộng thì nó rớt ra, giống như mình diệt tế bào ung thư khi mà nó ra rễ từng lâm lá, mình cắt từ cái rễ, giống như con bạch tuộc nó nhiều vò, cắt từ cái vò, nhưng bạch tuộc nó không còn bám được thì nó buông cái gì. Còn nếu như mình không làm được cái này, mình chỉ đánh việc nó lọt, tức là xin thưa rằng tâm lý trị liệu hoặc bất kỳ cái phân môn nào của tâm lý, nó chỉ đánh vấn đề này thôi. Đó là lý do mà 70-80% trị liệu tâm lý không thành công. Trên toàn cầu cũng chỉ có ở một vài nước là trị xong rồi nó quay lại nó tái bệnh trở lại, nhưng mà nó vẫn tái lại tái lại. Khi mà nó bị vấn đề nó di căn rất là nhiều thứ, phải cắt hết tất cả những thứ lồng dần 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 đó thì mới giải quyết được nữa. Thì cái này nó đổ của siêu lý, không thể nào đổ tâm lý mà sử dụng được hết. Nó đổ một cái sự liên quan rất phức tạp, liên quan tương sinh. Thì phải có luôn đó, mình có chị liệu. Thì từ cái việc này, mình về mình suy tư. Tại sao chị nói mình xử rồi, đúng công cụ rồi mà nó vẫn hết. Từ từ, là thứ nhất không được, lần thứ hai không được, lần thứ ba phát hiện là nếu nó còn di căn. Mình từ phát hiện là di căn, di căn, di căn, di căn, một lùi luôn. Cắt từ quá là nó giảm xuống. Khi mà nó giảm xuống rồi, rớt cái chuyện này. Mình không chữa đánh lộn nhưng nó tự nó đánh lộn đó. Cái đó là lên một cái mức độ cao hơn, mình sử dụng công cụ của siêu lý chứ không phải sử dụng công cụ của tâm lý. Nó rất là nhiều tầng bậc khác nhau. Dĩ nhiên thì nó sẽ đòi hỏi một cái quá trình mà mình, trước tiên là cái kinh nghiệm của mình về chuyện đó, cái sau nữa là cái kiến thức của mình về tất cả những cái lĩnh vực đó, thì mình làm được chuyện đó. Để thay đổi thì không phải là khó, nhưng mà cần thời gian. Mình có đủ kiên trì để mình làm chuyện đó không? Mình đủ kiên trì là có năm là cũng được á. Nó đơn giản chứ nó không phải là nó quá khó khăn cho mình. Đó là mới có một câu thôi đó. Chắc các bạn dưới có cái vấn đề gì đó mà tự hỏi thì cứ trao hỏi thêm. Thì khác với cái buổi đầu tiên mình học không? Về nghe lại buổi đầu tiên mình học hôm trước cũng có phát livestream. Đó là lý do mà tại sao lớp khi mà nhiều đối tượng á, thì khi mà mình học mình sẽ có rất nhiều góc nhìn. Để ví dụ như phân tích, có phụ huynh
phân tích góc độ trị liệu của độ phụ huynh, có giáo viên phân tích góc độ trị liệu giáo viên, có học sinh phân tích góc độ ứng dụng cái thứ đó để tự liệu trị liệu. Nó đa dạng góc nhìn, cái đa dạng góc nhìn thì mình dễ sử dụng, mình xài nào được hết trong những trường hợp. Vì thế thì cái bài của mình nó sẽ chậm dữ lắm. Hồi trước là nó đã rất chậm rồi, bây giờ nó cực kỳ chậm luôn. Nên phân tích từng cái này này nữa. Vì vậy song song đó là những cái câu hỏi và bàn bạc của quý vị, thì cái việc mà quý vị bàn bạc nó sẽ mở rộng ra hơn nữa. Bởi vì tính cụ thể tất cả những cái này tôi chia sẻ với quý vị là bởi vì tôi có cái kinh nghiệm trị liệu đó, tôi chia sẻ với quý vị dựa trên cái nền tảng cái kinh nghiệm của tôi trong vài trường hợp thôi. Nhưng mà mỗi người chúng ta sẽ có những cái trường hợp nó khác nữa. Từ những cái trường hợp khác đó quý vị nêu lên thì lúc này bung rộng vấn đề, nhìn ở rất nhiều khía cạnh khác nhau, thì lúc này mình sẽ có thêm nhiều cái tri thức, nhiều cái cách ứng dụng khác ở trong tình huống, thì nó dễ dàng hơn trong trị liệu. Đó là nói về cái ngay cái cảnh là hiện trường. Ví dụ trong cái nhóm đồng hành đi, cái nhóm đồng hành phân tích thử một cái bài cái tình huống trị liệu, cái gì sẽ học hỏi thêm những cái kiến thức khác, học hỏi thêm được những cái kinh nghiệm khác, những cái thứ khác ngay trong lúc mà cái gì trị liệu, ngay tại tình huống cái gì trị. Tôi nghĩ là có. Của Hà Phương, tại em tại trước đó thì bé có bé chia sẻ, bé cũng không có nhiều cái sự trò chuyện cùng với con á, thì sau khi mà con đưa bé vào nhóm đồng hành nè, thì cũng sử dụng các công cụ tâm lý, dù cũng bắt đầu cũng nó khác với cái trường hợp phong phú mà con trình bày hôm trước, chuẩn bị trước một thì ở đây cái Phương có sự chủ động hơn. Phương là cái người chủ động xin mình nhớ đồng hành của con, thì là cái này là có hai bên có sự chủ động qua lại, thì cái bước mà để hiểu nhau nó nhanh hơn là cái việc là một mình cái người đồng hành mình chủ động mình đi lại gần cái đối tượng đó, mình chủ động mình tương tác, mình chủ động mình lắng nghe tất cả mọi thứ, thì giờ có cái người khác nghe người kia ta cũng chủ động làm cái điều đó lại với mình. Thì là có một cái này nếu trường hợp nói dối, những ngày đầu đồng hành thì tại vì không có cái sự thân thiết gì hết, cũng không có sự tin tưởng, thì ví dụ như bé có đi chơi hay bé làm một cái điều gì sai thì bé là sợ nói với mình, tại nhất là sợ mình la, thì cũng giống như là có thể là ở một cái môi trường khác bé cũng có thu cũng mới quay là nó giỏi thì bị la, nó cũng giống như đây thôi, thì con để ý được cái chuyện đó. Với lại bé cũng có những cái biểu hiện đặc biệt khi mà nói dối. Mỗi đứa mà khi mà nói dối nó sẽ có một cái biểu hiện gì nó khác nhau. Có đứa thì nó đảo mắt vậy nè, hoặc là có đứa nó sẽ nhìn sang chỗ khác. Phương thì nó sẽ đứng sau lưng con, bao giờ cũng vậy. Khi mà nó làm một cái điều gì không tốt, khi mà nó dám nói dối con, hoặc là nó biết là cái chuyện đó là xấu, chị Trúc nó sẽ chị Trúc sắp sửa sẽ la mình, là bỏ mặc y như rằng mình sẽ đứng sau lưng con, không bao giờ mà dám ngóc đầu lên đứng trước con nào cả. Cái thứ mình sẽ học được thì con biết rồi thì con biết, nhưng mà mình biết là nếu mà mình lặp lại như chơi cách cũ là mình cũng la bé như cách người khác làm thì không có cái tác dụng, thì cũng không giúp cho bé nhận ra cái việc đó là cái việc đó sai thì phải sửa, thì bắt đầu cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn, chỉ cho thì cũng làm cũng tương tự như là cái bước mà mày nói, nhưng mà có thể là cách đó nó khác một chút, ví dụ như là đầu tiên là con nhớ rồi, có cái trường hợp đó là bé đi chơi tối đó đáng lẽ là có giờ đồng hành, có cái buổi lượng giác buổi tối, nhưng mà bé đi chơi xong về thì mới tính én luôn rồi, nhưng mà mình vẫn như cái thói quen thường ngày, mình vẫn nhắn, mình hỏi thăm tình học tập nè, thì mình cũng hỏi là tối nay sao mà không qua lượng giá, thì nói sang một vấn đề khác, không có nói sang đi, không có nói chuyện đó nữa. Thì con mới hỏi là buổi tối nay nhà của con được gì hả, thì không, thì con sử dụng cách hỏi, con cứ hỏi liên tục, vậy em đi ra ngoài học nhóm hả, cũng không phải luôn,
Vậy à, em có công việc đột xuất đi cùng với mẹ hả? Tại thường thường đi với mẹ cũng không phải luôn. thì con liệt kê ra hết, tại vì con là cái người nắm lịch của bé mà, thì con sẽ liệt kê hết tất cả những cái hoạt động bé có thể làm trong ngày hôm đó. Thì không có, thì con mới hỏi là vậy em đi chơi phải không? Thì không nhắn lại, im lặng một hồi thì con cũng đợi. Xong mới nói đúng rồi, thì con mới nói là đi chơi thì sao không nhắn chị? Nó nói là em sợ chị la. Cái nó chị đâu có la em. Em mà dù này là nhắn tin nha, không có nói chuyện. Chị đâu có la em. Tại vì em đi đâu, em làm gì thì em phải nhắn với mọi người biết. Hiện tại thì em còn nhỏ, chưa có thể kiểm soát được lỡ đi đâu, làm cái gì. Mọi người chưa có rõ là mọi người lo lắng thôi. Chứ mà sao không có la em đâu. Em chỉ nhắn gì thôi. Cũng tại cái chỗ là tụi em phân tích được thêm một nữa, tức là khi mà có một cái vấn đề của thân chủ, bởi vì cái thân chủ mình đó là mình trị liệu đa vấn đề chứ không phải một vấn đề. Nếu ví dụ ngày nay cái vấn đề nói dối đó chẳng hạn, thì thật ra ngay cái lúc đó mình không chữa trực tiếp vấn đề đó, nhưng mà mình chữa cái khác. Điều đầu tiên là mình kiên nhẫn để mình lắng nghe, rồi sau đó mình có cái biểu hiện là mình sẽ không có phàn nàn la ó về cái hành vi đó mà mình đi dạy cái khác. Thì đây cái quá trình mình học được là nếu như thân chủ ngay trong cái tình huống hiện tại của công việc, ngay cái hiện trường của sự việc mà mình đi giải quyết cái chuyện này là nó sẽ đổ vỡ, kiểu mình sẽ đánh ra một cái vòng tròn khác để giải quyết chuyện khác. Tức là một cái thân chủ nó nhiều chuyện để giải quyết lắm chứ không phải chỉ một hai chuyện, thì mình đi giải quyết chuyện khác mà cái chuyện nó sau này nó sẽ quay về nó hỗ trợ thằng này, cái thằng đi giải quyết cái chuyện con này nó quay về nó hỗ trợ được cái này. Ví dụ cách trước giải quyết á, đó là đi làm gì, đi xây dựng cái lòng tin, đúng không? Lần thứ hai thứ ba sao ok nó có thể chia sẻ được sự thật, không giấu nữa, nó không có giấu nữa. Tức là mình đang xây dựng lòng tin chứ mình không đi giải quyết cái tình huống là nó dối. Tại vì mình biết được là một cái người mà mình nhận trị liệu thì mình phải xử lý cái gì cho cái gì đó. Thì với cái tình huống đó mình phải ngồi mình xét là mình xử lý nói dối được không. Nếu như cái trường hợp ví dụ như mới phân tích đi, nó là một cái người mới toan luôn, người chưa có cái lòng tin, lòng tin cái đầu tiên chưa có, thì nếu mà mình đi giải quyết nói dối là giống như muốn bỏ biển, không thể nào mà làm được đó. Tâm chưa tin mình nữa nên sao mà mình có thể giải quyết được cái chuyện đó. Thế là mình cho người ta chấp nhận rồi, đã là một vấn đề rất khó rồi, mình đã làm được bước một rồi, đừng có đốt cháy giai đoạn nhảy lên là mình chết. Thì ngay lúc này mình đảo rồi, mình thấy mình làm chuyện khác, sau này nó sẽ phục vụ, nó bổ trợ lại cho cái việc mà mình giải quyết cái vấn đề. Vậy thì mình sẽ đi đi hỏi là cái gì thì nó liên đới cái việc mà sau này người ta có thể chia sẻ với mình được, thì mình đi xây dựng lòng tin. Mà làm sao để xây dựng lòng tin, nếu mà nó còn kiến tâm lý này, nghĩa là còn áp dụng cái tâm lý đó thì làm sao xây dựng được lòng tin, có nhận ra không? Để con đã áp dụng cái đó đúng rồi đó. Để phân tích này làm sao không? Con gọi đúng tên. Gì nữa không? Kiên nhẫn hay là lắng nghe? Tất cả cái đó là biểu hiện là gốc của cái người. Bạn khác với những thứ gây ra tổn thương cho nó. Về cái tập hợp mà nó gây ra tổn thương. Ví dụ thì nó gặp cái tình huống đó là sẽ làm nó một cái làm nó tổn thương, người ta sẽ bơ nó, không quan tâm nó nữa tại nó sai trái quá, tổn thương ta bỏ mặc nó. Ví dụ là nó nói cái gì sai á, thì người ta cũng không sửa nó, người ta cũng cười hề hề, ta cũng cho qua tổn thương. Tất cả những cái này là một cái tập hợp mà nó gây ra sự tổn thương dù không làm được, một cái nó khác biệt.
sự khác biệt của dù này làm cho đứa trẻ nó biết là ồ, dù khác với những thứ khác, dù có giá hơn. Chính vì vậy mà dù phản ứng trước một tình huống của đứa trẻ khác với cái số đông người, khác với những cái gì mà nó được tiếp cận trước đó, dù trở nên một ngôi sao sáng. Đúng rồi, đúng rồi. Với cái chiều đó nó cho lần sau nó sẽ nghĩ rằng là à, mình nói cái này này nó có bị tổn thương, mẹ đâu biết lần sau như chữ nhưng mà lần sau mà vô la đó thì cái đầu tiên nó nghĩ ra là à, cái này không phải là làm mình, cái này là chỉ cho mình biết không sao khác ghi gớm được giữa hai người. Ok, vô cũng la, người này cũng la, nhưng mà tại sao cái người này la thì nó không giận mà nó nghe, nó chịu, nó sửa, vô la nó nghe là nó phản ứng. Nghe cái lúc đầu tiên vậy thì mình phải có những cái gì đó khác biệt. Khi mình khác biệt rồi thì cái này mình làm một thứ dễ dàng vậy đó. Và nếu như mà mình giống như số đông người này đó, đó là cái mà vô làm được chỉ nó vô trở nên nổi bật hơn, khác biệt hơn. Chỗ này lần sau nữa thì nó sẽ chia sẻ tập cho chị để chị mình đi biết cái cách này để mình đi xây dựng, tức là mình không giải quyết tình huống thực tế mà đi giải quyết những cái râu ria xung quanh, rồi nhờ những cái râu ria xung quanh đó thì hồi nữa khi mà mình quay trở về với thực tế trong 2-3 tháng sau rồi cái gì ở cái bậc cái là để ý tất cả những cái đó. Và trong những cái trường hợp khác không có cái trường hợp nào mình cũng vô tình là mình trúng được. Nhưng mà khi mà mình tạo được những sự khác biệt như vậy thì đến lúc mà nó mình có một cái mức độ quan trọng nhất định trong đối với trong nó cũng đối với trẻ, thì đến lúc đó khi mà nó làm một cái điều gì không đúng, làm một cái điều sai thì nó tự nhiên nó cảm thấy có lỗi. Thì ví dụ giống như ngày qua đó, nó con chắc là nó bé Phương nó đi kiếm con vì một cái lý do nào đó, nhưng mà cuối cùng gặp con thì nó lại chưa thể nào, nhưng mà nó biết là nó cần phải đi kiếm con để nó nói cái điều gì đó. Thì đó đó nó rộng hơn á, nó gọi là tạo ảnh hưởng. Ở trong cái thế kỷ 21 á thì người ta sẽ đi theo cái hướng lãnh đạo bằng tạo ảnh hưởng, chứ không phải lãnh đạo bằng quyền lực, cũng không nào là không ảnh hưởng, lãnh đạo bằng tài chính thì nó tức là hồi trước, tức là như xây dựng làm sao để mà đối diện với thì nó sẽ hiện lên được cái sự hổ thẹn khi mà nó sạch, tức là nó có cái cảm giác này khi đối diện với dù thì khi mà nó làm một cái điều gì sai thì đầu tiên nó nghĩ đến là ôi nó có lỗi, nhiều khi mà nó biết nó có lỗi rồi thì nó mới sửa cái lỗi đó được, thì phải xây dựng cái đó. Thì đó là cái tầm ảnh hưởng, dù có ảnh hưởng nhất định nếu cái tầm ảnh hưởng thì nó rõ hơn thì nó điều chỉnh xa hơn rất nhiều, tức là không phải chỉ có cái lời nói, cái hành vi mà nó còn là ý niệm. Khi mà nó khởi lên cái ý niệm tốt thì đầu tiên nó nghĩ đến cái chuyện mà nó làm cái điều đó nó sẽ như thế nào, thì từ cái việc mà nó điều chỉnh được cái trong cái ý niệm thì dĩ nhiên là trong cái lời nói và trong cái hành vi nó sẽ điều chỉnh được, để cho mình từ từ làm cho nó tinh tế dần, tinh tế dần. Và cái đó là cần phải có quá trình rất dài, quá trình rất dài, nhưng mà chỉ một ngày một bữa mà mình làm được cái việc đó khó. Đó, thời gian còn lại cho quý vị đặt câu hỏi đi, tại vì cái phần lời giới thiệu không là tới 3-4 trang nữa. Lấy giới thiệu này chắc học mấy buổi mới thấy nó nhiều vấn đề. Đó thì học cảm thấy cái gì là rất là nhiều, mình chia sẻ cho trường hợp cụ thể, những cái vấn đề cụ thể mình giải quyết được cụ thể. Chị hỏi em cái nãy em nói là cái gì mà đánh lộn á, nói nó làm sao mà thành ra để nó hết đánh lộn. Nhưng mà với thằng Duy á thì chị dạy nó là khi mà thằng đánh con là con cứ đánh lại, mà nhắn nhủ mà mời con á thì mẹ lên luôn, tại vì
nó bị một lần. Có thì nó có nói, nó có cái giải quyết cho nó rồi. Biết gì nữa, biết bệnh nào à, gì anh gì đến con con. Nhưng mà chưa con bé nào phát chị mẹ thấy là hoàn cái như thế này ăn mới lớp sữa cái là không có cái cách mà chị giải quyết nó chưa đi một cái gốc, tức là mình sẽ giải quyết vấn đề đó rồi xử lý sẽ giải quyết ở góc độ tâm lý, tức là cái tâm lý là cái tâm lý phản kháng là có. Hay là khi phân tích cho con Duy về cái chuyện này rồi thì nó nói tự quậy mà không tự quậy à, thì em nói là ok có thể tự quậy, nhưng mà bây giờ em ấy hỏi nó cao hơn, giữa cái việc mà người ta đánh mình rồi mình tự vệ với cái việc mình không để cho cái việc người ta đánh lộn xảy ra thì nào tốt hơn? Chị nó bảo là chị không đánh lộn tốt hơn, cái tự vệ là trường hợp bất khả kháng nên mình gặp vấn đề mới mới sẽ biết được. Vậy chị nếu như mình đi xây dựng một cái môi trường, mình đi xây dựng một cộng đồng, xây dựng thói quen, xây dựng cái hành vi là không để cho đánh lộn nó xảy ra thì có phải tốt hơn? Chị tại vì chị coi mấy cái clip mà nó bị mấy đứa mình bị đánh hội đồng á, là nguyên căn của nó là do gia đình đánh nó mà nó không được phản ứng lại những đứa đó, đó. Chứ nếu mà nó đứng lên nó chỉ cần nó chụp cái ghế nó đánh lại một hai đứa thôi thì nó sẽ giãn ra. Chị sợ, chị đúng sợ, đúng là cái đó là cái ngọn vấn đề hết, đó là cái gốc đi xa hơn cái gốc vấn đề. Vậy làm sao để mình có thể không cho đánh lộn xảy ra? Cái này đó là cái khó. Muốn làm được cái này, làm được có được cái này tự cho nỗ lực. Từ ở trong chính mình phải từ cho bạo lực trước. Khi mà mình từ cho bạo lực tức là ngay từ trong mình xóa bỏ dần dần cái hạt giống hung bạo. Ngay từ trong gia đình tất cả hết tất cả mọi thứ. Tức là phải xóa bỏ cái hạt giống hung bạo trước. Khi xóa bỏ được cái hạt giống hung bạo rồi, chính bản thân mình sẽ có một cái gọi là cái lòng yêu thương. Thì đúng rồi đó. Hồi nhỏ chắc ẩn thì cái đấm nó cái chuyện này thì đấm nó khi mà mình có cái lòng yêu thương chắc ẩn á, không ai rớt rồi. Nó có một cái hay đó là mình không phải chờ đến đánh lộn xảy ra để mình tự vệ, mà mình sống làm sao để người ta thương mình, người ta không nỡ đánh mình. Người ta không nỡ đánh mình nó tốt hơn cái chuyện là người ta đánh mình rồi mình tự vệ. Thì ngay cái chỗ đó cái gì bắt đầu phải tập dần cho mấy đứa nhỏ một cái câu thói quen đó là cái gì sức mạnh cái gì bạo lực cái gì để quên tiêu rồi. Cái đó là nó chế lại đó, nó chế lại từ cái câu của tôi á. Cái câu của tôi là cảm là không bạo lực hình như là bạn không, cái câu rất là nho. Quân tử động khẩu bất động thủ. Kêu nói với nó là quân tử bất động khẩu bất động thủ, tức là một cái người trí, một cái người hiểu biết, người ta chỉ dùng lời nói để giải quyết vấn đề. Chứ người ta không có dùng tay chân, dùng cơ bắp. Dùng cơ bắp là ngu. Mới dùng tay cơ bắp. Thì nó không nhớ được cái câu là quân tử động khẩu bất động thủ. Nó chế lại một cái câu là bạo lực là ngu. Thế nên là nó đi đâu nó thấy đứa nào mà quấy lộn hay vậy là nó chỉ ồ bạo lực là ngu. Nó nhớ là cái câu rất là ngắn gọn của nó. Thì khi mà mình phân tích được cái đó rồi, tụi nó đồng ý, tức là nó chấp nhận được cái việc mà sử dụng bạo lực là bất khả kháng, là ngu, là không có phát triển, là không tốt, không phải là phương án tốt nhất. Thì lúc này khi mà nó gặp vấn đề bạo lực thì nó sẽ nghĩ cái cách nào để không bạo lực, chứ không phải là nó nghĩ là cái cách bạo lực thì sao để mà không có bị tổn thương. Nghĩa là nó lên một cái trình khác, nó suy nghĩ một vấn đề sâu hơn, chứ không phải là vấn đề nó chỉ dừng lại là cái phản ứng nó quen. Thì mình phải cho nó cái đó, tức là mình phân tích cái góc độ sinh lý để nó thấy được là không có, có cho bạo lực xảy ra thì nó còn tốt hơn là để bạo lực xảy ra. Mà nó chấp nhận cái chuyện đó thì nó mới đi suy nghĩ đến cái chuyện là nó tìm cách nó giảm mày. Cái này nó mới là bước một thôi, là nó có ý niệm đó, sao mở đầu từ từ mới cho nó thi cái công cụ làm sao để vui sống dễ thương, làm sao để vui có được cái lòng
trắc ẩn, cái sự yêu thương, cái tất cả mọi thứ xung quanh Du, mà người ta gặp Du người ta không nở, người ta đánh Du, chứ không phải là người ta gặp Du là người ta muốn tái thôi mà. Chị có nói với nó là chị biết là cha của cái thằng đánh nó đó, thì đánh không cái gì cho nó qua nó lại, nó qua nó lại ngay giờ học làm ảnh tường trình thôi. Thì nói là còn cái cha của các bạn đó, bạn nó rất là tội nghiệp, thì cha rất là bạo lực, ăn sáng mà chậm một cái là tán vô cái mặt là văng một găng luôn đó, tới vậy luôn đó. Thì cái mà chị nói đó, đó là nó rộng hơn cái đó. Này là em phân tích ra thêm một cái đó này, thì chị thấy khi mà gặp cái tình huống đó thì chị giải quyết theo cái cách này, tức là hoàn toàn chúng ta công nhận với nhau đó, là về cái người mà họ bị tổn thương, kiểu giống như chị mô tả là những người bị tổn thương là những người rất đáng thương. Tức là chị phải dạy làm sao để nó có thể thương được những đứa đó trước đó. Chị nói là con phải thông cảm cho các bạn đó, nhưng mà nên tránh xa tại các bạn đó. Cha vậy chắc cũng động tay động chân, nhưng mà sau này gặp lại nghe nó gặp như nó câu cổ di đi vô lớp với tao này di, chị thấy cũng mừng. Đó thì cái xa hơn là mình dạy làm sao để đứa trẻ nó sẽ thương được, bởi vì những cái hạt giống kiểu như nó ngoài xã hội này mình không phải là mình xung đột với nó, mình càng xung đột với nó càng xung đột với mình, và cái lực lượng nó ngoài xã hội kinh khủng. Mà càng xung đột càng chết. Cái bạn trong lớp không ai thích hết, tại vì cái tấm như vậy đó, nó tại vì cha như vậy đó thì bạn mới bị ảnh hưởng, chứ không phải là bản chất của bạn nó bị như vậy. Đó thì mình phân tích làm sao để mà nó thấy được cái vấn đề, từ cái chuyện nó thấy được vấn đề khi mà nó gặp một cái người đó, ngay cái tình huống gây hứng nhỏ xíu đầu tiên nó có thể bỏ bất kỳ một cái tình huống nào dẫn đến những chuyện lớn lộn lớn hơn phía sau, nó đều phát xuất từ những tình huống nó rất là không ích, rất là nhỏ, cho dù nó là người lớn hay là người nhỏ. Một cái tình huống là gì, người ta nói là nó giận quá mất khôn, đúng thật như vậy. Nếu như mình không có kềm chế được cái cơn giận, mình không phân tích được, mình không buông bỏ được cái chuyện đó, từ một cái chuyện rất nhỏ thì dẫn đến một chuyện kinh khủng. Cái tình huống nào vậy chứ, mà hãy gặp mấy đứa nhỏ mà nó chia sẻ về những cái chuyện mình nó đã xảy ra rồi mà nó tan nát te tua hết, thì xuất phát từ một cái tình huống tào lao. Vậy thì bây giờ phải xử lý làm sao để cái tình huống tào lao nó xảy ra mà đứa trẻ nó có thể giải quyết được nghiệp cái điểm, nó không để tình huống nó ngày càng leo thang vô cùng. Giải quyết từ gốc, mà giải quyết từ gốc đó thì đầu hỏi đứa trẻ nó phải có cái lòng yêu thương, phải dạy. Dĩ nhiên xã hội ngày càng tất giận cái điều đó, cho nên là họ nó mới cứng lòng nhiều, nó mới bỏ được nhiều. Thì nếu mà mình để cho đứa trẻ mình nó đương đầu với bạo lực, nó dùng bạo lực để nó giải quyết bạo lực, thì đứa trẻ là đứa bị tổn thương nhiều nhất. Khi mà quánh nhau làm sức đầu của mẹ trẻ, thôi bây giờ đừng có xảy ra chuyện đó còn tốt hơn cho con. Để cái hướng mà mình giúp cho mấy bé đó là nhận ra là gì đó. Chị nói nó một cái đứa mà nó cá biệt đó, là sau lưng là gia đình nó rất là cá biệt, con lại thông cảm được cái bạn đó. Sinh nhật rồi cũng mời rồi không đi đồng bằng đi mình. Nhưng mà trong lớp thì mấy đứa bạn nó lại thích thằng đó nhiều lắm. Ở trong xã hội thì mình sẽ thấy lực lượng nó đông lắm, làm sao để mà trước tiên là mình ra cái lực lượng nó thương mình trước đi, ấy ra nó thương mình là lỡ mình có té giếng này, nó cái nắm đầu nó kéo lên được, lực lượng nó mạnh lắm, để thôi đừng đụng chạm cái lực lượng đó. Mình sống sao mà người ta thương mình thì vẫn tốt hơn người ta thích mình. Thế nên không, mình gắng sống vậy thì mình tập, mình muốn cái đó thì nó khó. Nó khó hơn cái chuyện là người ta chửi mình chửi để người ta không có mình chửi, khó hơn nhiều. Cái đó mình phải đáng để mình học chứ. Thì đáng hướng từ từ từ. Nhưng mà khi mà nó đã quen với cái cách phản ứng lại rồi á, phải sửa lâu lắm. Tuy nhiên nó thấy nó sai, chấp nhận sai đó. Bây giờ bắt đầu nó chấp nhận được cái chuyện đó là dùng bộ lực là ngu. Nó biết được cái chuyện đó rồi, sau đó từ từ, sau đó từ từ tập để nó buông ra. Cái gì nữa thì nó gì quân tử bất cầu. Quân tử đấu khổ bất cầu. Đấu khổ bất cầu. Đấu khổ bất cầu. Đấu khổ bất cầu. Quân tử đấu khổ bất cầu. Khổ bất cầu. Mấy đứa nó chế lại là dùng ta chân là ngu. Nó chế là gì đó để dễ nhớ. Nó hay lắm, nó có nhiều cái mù mèo đó, nó học lắm. Đó thì trong những cái tình huống thực tế, đó là nó là lâm sàng, hồi nãy mình nói nó thuộc về tâm lý học lâm sàng, nó vượt qua cái hướng tiền kỳ mà nó khái quát thôi. Trong tình huống cụ thể với đối tượng cụ thể mình sẽ giải quyết cụ thể cái chuyện đó, nó lâm sàng, cái kết quả lâm sàng phải giải quyết. Vậy cái nhóm đồng hành có cái vấn đề gì đó thì mình đi trao đổi thêm.
khi bé bé nó còn lúc mấy hả? Nó lớp 7 này chung cấp 1. Chung cấp 1 nhưng mà lên cấp 2 học thứ 3. Con em học ban 2, con chị học lên cấp 1. Năm thứ 4 cấp 6. Cấp 6. Trai. Trai mà lên nên nó hiền lắm. Ở nhà thì mẹ chưa bao giờ đánh, thành ra cũng hiền lắm. Mở đều vô lớp ai cũng cưng nó chứ. Giống như là gọi như thầy nói đó. Cái lòng yêu thương chắc ẩn là chắc là vậy. Trong lớp cũng cưng á. Mấy đứa kia mà cái kêu nó giống như là em cưng như Út lúc là tiểu học. Rồi tới lớp lớn này thì cũng hơi bị hiền quá, cũng không, cũng giống như là nó hơi bị thụ động. Chị, nó, cái trường hợp đó của chị là mình phải đi theo cái hướng khác, khác cái bên đây. Tức là bây giờ nó đã có cái hạt giống này rồi, mình phải bổ trợ thêm cái khác. Chứ là nếu như nó đã có cái sự yêu thương, nó làm cho nó hiền, thì nó nguy cơ nó dễ bị ăn hiếp. Do đâu, nó không khôn được. Không khôn thì mình phải dạy nó cái sự khôn khéo. Trong tình huống nào phải xử lý như thế nào, trong tình huống nào phải xử lý như thế nào. Chứ không phải là mình nói là mình có lòng trắc ẩn, mình có sự yêu thương. Yêu thương mà không có trí tuệ thì không thể nào yêu thương chính mình, yêu thương người khác được. Yêu thương không có trí tuệ. Nhưng mà yêu thương có trí tuệ thì mình biết cái tình huống đó mình nên nói cái gì, tình huống đó mình nên giải quyết làm sao, tình huống đó mình nên né ra làm gì càng hiệu quả. Rồi yêu thương không có trí tuệ thì mình phải đi dạy cái khác để nó hỗ trợ thêm. Trường hợp của bác chị là nó lộn hơn chị nghĩ. Bây giờ nó kể chị cũng hay quên, nó kể thì chị quên. Mà bây giờ chị nghĩ là nó giống như tác động bên ngoài, giống như mấy lúc mà đầu năm lớp sáu vô là có trận đánh lộn, biết có kể thầy nghe không? Đâu có lộn nhiều trận lắm chị. Trận lớn nhất là bị mời phụ huynh vô đó, là chị nghĩ là nó bị kích động từ những cái mấy đứa lớp lớn là thách thức đó. Hẹn tự hẹn nhau lên lầu đánh luôn, nhiều nhiều lắm. Ở dưới phát thì phải có chi một cái lộ trình dài đó. Và hiện tại là một chuyện là nó chấp nhận là quấn lộn như là xấu, nên đoạn này không tốt, nhưng mà bởi vì nó thói quen mà. Thế là ví dụ như lớp 7 mà nó quen từ lớp 6 thì là quen 2 năm thì phải mất 4 năm để nó bỏ cái chuyện đó. Mình phải rất là kiên nhẫn. Ví dụ như hôm trước nó vô nó rất là buồn vì nó quấn lộn, khi nó mới đâu đầu nó vô xin thuốc tội lỗi. Hôm nay con quấn lộn rồi, vậy á. Nói sao quấn bắt đầu nó mới tường trình lại sự việc, là nguyên cái bối cảnh tại sao chuyện nó xảy ra. Nó thương dữ lắm, bởi vì nó đã xây dựng cái phong cách, cái thói quen của cái hình tượng của nó trong lớp là một đứa quậy. Bây giờ muốn bỏ cái hình tượng nó mới dễ dàng. Một cái hình tượng một đứa quậy lâu trôi róc nhóc rồi mọi thứ tá lạnh bình lên hết, thì đó là nó đi học ở đây là nó có một cái quyển tập văn để mình nó ghi bài rồi nó ghi nhật ký rồi trả lời thư cho nó, là mọi thứ trong đó hết. Thì cái buổi đi học đó là nó mang cái cuốn nó theo, xong rồi nó bị mấy bạn lấy ra đọc, thì nó rất là wow. Nó đầu lại ổng đưa rồi còn chọc nó gì đó, nó kể chỗ rưng gì đó, thương lắm. Vậy luôn rồi nên con không có kiềm chế được, con muốn quánh nó luôn. Nên này thiếu đâu có người biết nào mình giải thích. Nó chẳng cách là nó cái hai cái quá trình này trong đó. Quá trình thứ nhất là cái cách mà con phản ứng như vậy chưa có tốt, chưa có phải là tốt. Nhưng mà cái cách đó ở một cái trường mực mình có thể thông cảm được, bởi vì chắc chắn nó sẽ đi theo cái hướng này. Đó là cái sự riêng tư của con, và cái người khác xâm phạm cái sự riêng tư của con là người ta sai, không phải con sai. Trước tiên mình phải đồng ý với nó, chuyện nó trước đã. Rồi dù có cái sự riêng tư mà nếu như người ta xâm phạm sự riêng tư của dù không được phép là người ta sai, đồng ý chuyện đó. Nhưng cái cách dù phản ứng là nó có đúng không là chuyện khác. Thì nó đồng ý cái chuyện là không xâm phạm riêng tư người khác, rồi như vậy là sai, đâu ra. Đó là lấy cách nó phản ứng lại. Đó là mình đặt thêm một cái vấn đề lớn hơn, mở ra cho nó, nhưng mà chắc là nó không có nhớ đâu, từ từ. Bây giờ ví dụ người ta đọc cái chuyện của con, hoặc cái chuyện của con nó tốt hay là nó xấu. Cái gì mà cái điều mà con biết là những cái điều mà thầy biết cho con, thì nó là việc, đó là việc tốt. Việc tốt người ta đọc tại sao không wow. Điều đó đồng nghĩa với chuyện là khi mà con làm việc tốt là con rất là sợ đã biết. Nhưng con làm việc xấu thì con sẽ rất thích đã biết. Điều đó sao? Nếu như cái thư thì biết cho con nó là tốt, những cái điều mà con biết cho nó là tốt, sự lượng giá con nhìn chính bản thân con là tốt, thì ai biết cái điều đó nó đi giúp cho bạn tốt hơn sao?
Nếu bạn đọc đó, có thể bây giờ bạn chưa có tốt đâu, nhưng mà 5 năm, 10 năm nữa khi bạn nhớ là hồi đó có đọc cái cuốn phát nó như vậy, nó động viết như vậy, bạn thấy đó. Mình nhờ cái chuyện mình làm, bây giờ mình cho bạn chút xíu vậy đó, mà bây giờ tự nhiên mình quạo đi chuyện tốt mình làm, điều đó không đáng gì đâu. Thì thay vì như vậy, nó cũng bỏ qua cái chuyện đó đi. Thậm chí con có thể đi đến một cái chuyện cao hơn là con nói người ta buộc học là phải nhìn lại những cái sai vậy vậy đó, mà tự làm thì nó đi, thì tình huống nó trở nên khác đi lắm rồi. Nhưng vấn đề chỗ là con không có kiềm chế được ngay lúc đó, ngay lúc đó là cái máu của con mà nó nổi lên là con cứ kiểu nó hung bạo, mà cái sự hung bạo nó không có. Đồng ý là ngay cái chỗ đó nó giải quyết tình huống đó là không tốt. Khi mà nó đã đồng ý vậy nó nhớ, tức là khi mà gặp lại lần thứ hai có thể nó phải phản ứng theo cách cũ như nó quen rồi, nhưng lần thứ ba, thứ tư, thứ năm từ từ khác. Và mình khi mà làm ví dụ là phải chấp nhận cái chuyện là rất là kiên nhẫn. Nếu ví dụ một đứa mà nó 2 năm để mất 4 năm họ đỏ, mình có kiên nhẫn nó 4 năm đó vậy. Chị không biết ngay đó luôn mà con cái mấy ngày đầu mỗi lần đi học nó xách cái cuốn tập đó theo, cái chị mới nói là trời con đi học một đống tập mà mỗi lần cầm cặp da nó lên nặng dữ lắm, thế con bỏ cái tập này nhẹ đem theo làm gì, cái bắt đầu mấy ngày sau nó con bỏ với thầy luôn rồi. Cái ví dụ đó rồi bây giờ là mấy cái quyển nào mà liên quan tới cái nhật ký là hầu con gửi một thầy đi cho chắc ăn rồi biết hết. Có những đứa trời ơi hôm phải thức rồi hơn 12 giờ rồi tới 1 giờ đi phải đọc nhật ký đó. Mới viết nguyên một tuần nó dài thôn thuộc thì bao nhiêu thứ nó miêu tả đủ thứ trên đời vậy đó, cái trầm trọng như vậy đó, tội nghiệp lắm. Khi mà mình ngồi mình đọc hết tất cả những cái đó mình mới hiểu rồi. Tại sao cái đứa trẻ nó phản ứng kiểu đó, nó có cái thói quen đó, nó lại giải quyết vấn đề như vậy. Chỉ có mình hiểu rồi mình mới có thể thuyết được. Em có tương tác và thầy có tương tác lại với phụ huynh không? Có đó. Bây giờ thứ nhất là nếu mà tương tác với phụ huynh là cái nếu như phụ huynh không học cái này, phụ huynh phản ứng kiểu khác thì không có biết tâm lý trị liệu. Còn phụ huynh mà không chịu tâm lý trị liệu là chết đứa nhỏ luôn. Sao đâu nói mình ồ nói thầy thì nói phụ huynh cũng vậy là tiêu bị cái tình huống đó. Rồi hồi trước cũng phải trải qua rất là nhiều những cái trường hợp kiểu như vậy, nên mình thậm chí có những vấn đề rất là kinh khủng, những vấn đề kinh khủng lắm thì mình nghe mình gọi là sống để bụng chết mang đi. Cái đặc trưng của chị vừa tâm lý hay chị vừa sợ hơn, nó một cái chương là đạo đức nghề nghiệp. Trong đạo đức nghề nghiệp đó có cái chị vừa tâm lý là tuyệt đối không được tiết lộ thông tin thân chủ. Tại vì đầu tiên để bảo vệ cái lòng tin của thân chủ ấy, mình điều đó là chuyện quan trọng nhất. Có thể những cái chuyện nhỏ nhỉ, lõn cỏn thì mình có ok, mình có thể nói được, nhưng chuyện cực kỳ trọng đại đối với nó nếu như mà mình tiết lộ thông tin đó có cơ hội là sao nó ký nó như là nhật ký của nó đúng không? Nó có thể trải lòng với mình, nó có thể nói được, có nghĩa là nó có một cái niềm tin. Đừng bao giờ mình đánh đổ cái niềm tin của người khác. Có những chuyện nhỏ thì mình làm được, có những chuyện nhỏ mình nên chủ động làm được luôn, tức là vì mục đích trị liệu. Trục mục đích trị liệu của mình là quay trở lại vô cái chuyện hồi nãy, đó là cái điều tốt phải được nói. Chứ là mình biết rằng cái điều này khi mà mình cố tình tiết lộ ra mà nó quay lại nó vặn vẹo mình á, là mình sẽ dạy cho nó cái học gì. Thế là mình có mục đích đó thì mình sẽ chủ động nói để cho biết hết vậy đó, hoặc là nó sẽ kiếm mình, nó hỏi là nó kiếm mình nó đâu chối à, mình dạy cho nó. Thế là mình có mục đích thì được. Còn trường hợp mà nếu mà không có mục đích trị liệu nữa mà mình thích mình nói thôi theo kiểu lẻo mép mình chơi thì người ta biết trị liệu không được khác cái gì đó. Thì như vậy thì nó có cái lòng tin, có cái chuyện bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ thì nó kiếm mình, thì là mình biết được mình có chuyện để xử lý. Có gì có cái gì để xử lý chào đó thì mày là gì chị xin phép ra trước để chị đi đón Hoàng Anh nó học dài dài trước đi chị. Nên mới nhớ đồng hành nó có cái gì thì hỏi nha. Mình sẽ có một tiết gì đó để giúp cho quý vị hội chẩn. Hội chẩn là cái gì? Hội chẩn tức là mình ngồi một bàn chung để mà mọi người sẽ đưa ra những cái góc nhìn liên quan tới cái tình huống đó, liên quan tới cái thần chủ đó, gọi là hội chẩn tâm lý. Nó giống như bên tâm lý trị liệu thì nó rất là gần với bệnh viện y học đó. Thì họ cũng sẽ có ví dụ như họ nói là điều
có nhiều cái trải nghiệm tuổi thơ chút đã. Bởi vì ở Việt Nam cái cấp tiểu học mà đi học thêm sớm tội nghiệp đó, nó học nó bán trú rồi là sáng chiều rồi, rồi giờ tối nữa nó không thời gian nó thở, thở không có nữa rồi sao mà sống nổi. Khổ một cái chuyện đó là đã dạy sai mà còn dạy nhiều nữa, thì thôi dạy buổi thôi, ít ra nó còn buổi nó về nhà nó cũng đỡ, nguyên buổi chiều bác vô trường cũng làm gì đó mình không quản lý được, là nguyên buổi chiều nó làm cái gì, nó chơi cái gì, nó học cái gì. Lịch học thì phần nhiều là buổi sáng đó, buổi chiều là những cái hoạt động này kia kia nọ thôi, mà mấy cái hoạt động đó là cực kỳ quan trọng, nó kiến tạo nhân cách là do những hoạt động như vậy nó nhỏ buổi chiều, chứ không phải là học buổi sáng. Học vô dạy chi thức hết rồi đâu cơ hội làm chuyện khác, nó đỡ rồi. Buổi chiều thì nó khổ không, cho nên là mình cảm thấy là cái thời của tụi em may mắn là học dưới quê, không có vụ bán trú buổi một về nhà nên nó đỡ. Giờ không như thành phố trường nào cũng cũng bán trú, nó khổ sở. Người ta còn đề nghị lên cấp 2 bán trú, trời ơi cấp 2 là bán trú là gọi là banh xác rồi, nó quậy lắm. Đề nghị lên cho cha mẹ thoải mái làm không có được. Đó, một trong những cái mà nó khốn khổ là kiểu đó. Mấy đứa mà nội trú mà mấy đứa quậy không, đâu ai dạy nó nội trú là do vậy. Cái trường bên bên đường gì á, trường gì bự nội trú nha, thì nó hết đó luôn á, trường Phan Thái Bình Dương nhà học thủy nha, nó mới cẩm cái này nghĩa đúng rồi, trường này nghĩa nội trú hả, có em nó hết đó luôn đó. Tại sao chồng nó mở cái bên đó, cái lúc nghỉ mấy ngày nghỉ nó ra mấy quán cà phê cái bên thấy ghê lắm luôn, ở đó đâu cha mẹ không biết. Vì chêu bố mẹ bỏ vô đó hết rồi đâu quan tâm đâu. Bỏ gì đâu quan tâm đâu, nó làm thì nó làm. Hoặc là chết luôn. Nếu như mà giáo dục mà nó ổn à, thì tốt lắm. Chứ là phải có mấy cái công cụ này nè. Thì biết điều chỉnh cái gì. Mỗi khi mà mình không có cái này làm để cho nó tự nhiên đó. Trời ơi, cái này mà để cho nó tự nhiên là nó khủng bố lắm. Thì có những cái cũ, nó cái xấu nó biểu hiện ra không có điều chỉnh. Mà không được điều chỉnh ngay từ lúc nhỏ là nó quen, mà nó quen rồi là thôi chị cứ tiểu động chán lắm, nhưng mà giờ phải chịu hơn, giống như cắn răng chịu hơn chứ đâu làm gì được. Con mình cho con mình nó chịu chậm mình biết là vậy đúng không, phải để nó đi vô tại vì đâu có cái môi trường khác biết gì cũng phải niềm nở với nhau gì luôn, không thể nào làm được. Bữa nó về nó nói chị là mẹ buổi chiều á con thấy cô, cái cô đó chị không học mấy mà cô đó cũng bị chị mấy lần, con thấy cô chơi điện tử, chơi kim cương gì đó nó biết mà, cái nói ủa chơi trong cái giờ dạy con học hay là sao, nó chơi trong cái giờ mà dạy con tụi con xong á, tức là vẫn còn trong cái giờ của giáo viên. Chị điện